Sơ dâu Aguero đã trải qua một mùa hè với nỗi buồn đeo đẳng. Anh chơi mờ nhạt ở World Cup 2018 và phải cùng DT Argentina về nước sớm. Trên đất Nga hồi tháng 6 là một Aguero nặng nề, rụt rè và không có được cảm giác bóng tốt. Không ít người e ngại, Aguero ở độ tuổi 30 đã không còn ở phong độ đỉnh cao. Thế nhưng, những nghi ngờ đó đã được Aguero giải tỏa bằng màn trình diễn chói sáng ở trận tranh cơ Community Shield đêm qua, nơi anh ghi một cú đúp bàn thắng, giúp Man City rời sân với thắng lợi 2-0. Aguero là cầu thủ gây nhiều khó khăn nhất cho hàng thủ Chelsea. Tiền đạo người Argentina liên tục khuấy đảo bằng những pha đi bóng lắt léo, cùng lối di chuyển thông minh. Dù thường xuyên bị bao vây bởi các hậu vệ đối phương, nhưng Aguero khéo léo vượt qua vòng vây bằng sự tinh quái của một tiền đạo lão luyện. Trong bàn mở tỷ số, trước khi nhận bóng từ Phil Foden, Aguero bị vây giữa 4 cầu thủ Chelsea. Nhưng chỉ bằng một bước lùi lại, anh đã khiến đối phương lỡ đà, đồng thời thoát ra khỏi vòng vây. Pha khống chế rồi dứt điểm tiếp theo của Aguero cũng thuộc hàng mẫu mực, không cho thủ môn Willy Caballero có cơ hội cản phá. Pha bóng đó cho thấy, Aguero sở hữu những kỹ năng của một tiền đạo bậc thầy. Bàn thắng thứ hai của anh cũng thể hiện sự khôn ngoan trong phá bẫy việt vị, sự nhạy cảm, cùng kỹ năng dứt điểm chớp nhoáng cực tốt. Tất cả những động tác đó khắc họa một tiền đạo sắc bén, tinh quái và đầy kinh nghiệm. Với màn trình diễn ở trận tranh cơ Community Shield, có thể thấy Aguero sẽ tiếp tục là đầu tàu của Man City ở mùa giải 2018/19. Phong độ của anh hiện nay hoàn toàn đối lập với đồng đội Gabriel Jesus. Tiền đạo Brazil sau khi vào sân thay người không thể hiện được dấu ấn tích cực nào. Jesus vẫn thi đấu mơ ngủ như dưới màu áo TQG tại World Cup 2018. Anh lạc lõng chơi cạnh đồng đội và gần như không tạo được bất cứ pha bóng đáng xem nào. Ở tuổi 30, Aguero vẫn là miếng ghép quan trọng của Man City. Anh trở thành cầu thủ không thể thay thế trong hệ thống chiến thuật của Pep Guardiola. Việc DT Argentina bị loại sớm tại World Cup 2018 có thể xem là điều thuận lợi với Man City và cá nhân tiền đạo này. Trong khi nhiều chân sút chưa lấy lại thể lực và cảm giác bóng thì Aguero lại ở trong trạng thái sung mãn. Hai bàn thắng vào lưới Chelsea vừa qua cũng giúp chân sút người Argentina giải tỏa tâm lý. Cú đúp đó cho thấy Aguero đã sẵn sàng cho mùa giải 2018/19. Anh sẽ tiếp tục là đầu tàu trong hành trình bảo vệ ngai vàng bóng đá Anh của Man City, đồng thời là ứng cử viên nặng ký trong cuộc đua tới giải thưởng vua phá lưới Premier League. Aguero cán mốc 200 bàn cú đá nhanh, ấn định chiến thắng 2-0 ở trận tranh cơ Community Shield đêm qua là bàn thắng thứ 200 của Sergio Aguero cho Man City trên tất cả các mặt trận. Tiền đạo người Argentina là cầu thủ duy nhất trong lịch sử Man xanh chinh phục cột mốc này. Trong 200 bàn thắng đó của Aguero có 146 bằng chân phải,